Sơn Long xin giới thiệu các bạn, đây là chiếc điện thoại 8800 Gold Altea sách tay hàng châu Âu. Đây là nguyên hộp, mình sẽ mở hộp cho các bạn xem. Đây là máy tai nghe Bluetooth. Máy sạc cốc, sách hướng dẫn và đĩa mềm. Đây là toàn bộ phụ kiện, bao ra cáp kết nối, pin, sạc. Bây giờ mình sẽ mở máy cho các bạn xem. Vẫn nguyên inox. Đây là Gold Altea 4G sách tay châu Âu. Đây là giao diện nguyên bản. Sao ta? Đây các bạn xem. Màu vàng 18K. Toàn bộ thân máy mạ vàng 18K và da trắng. Các bạn nhìn nhé. Phím cáp. Đèn sáng đều này. Là máy nguyên bản chưa thay cáp. Hàng mới 100%. Còn nếu mà đèn chỗ sáng chỗ tối thì là đã thay cáp hàng cũ rồi nè. Nhẹ lên đồng hồ, úp mắt, đồ gọi, nắp sang bài.